Đây là một trong số ít những hình ảnh do câu lạc bộ hướng dẫn viên du lịch Hà Nội Mới Club thu thập được của những đối tượng trộm cắp du khách nước ngoài tại Hà Nội. Địa bàn hoạt động chủ yếu tại chùa Một Cột, Văn Miếu, bờ hồ Hoàn Kiếm. Theo thông tin do câu lạc bộ này cung cấp, những đối tượng này là những người nước ngoài hoạt động theo nhóm có tổ chức. Các đối tượng từ nước ngoài cũng là núp cái dưới bóng là cái khách du lịch thì có sang Việt Nam là sang rất là nhiều điểm từ Bắc vào Nam, và cái phạm vi hoạt động của các đối tượng này thì thường là có cái nhóm có tổ chức, tức là có khoảng 10 đến 15 20 đối tượng. Tôi nghĩ là nên tăng cường an ninh ở mọi nơi, nhất là những cái địa điểm du lịch đông ạ. Ngày 6 tháng 5, một đối tượng trộm cắp người nước ngoài đã bị thành viên nhóm Mới Club phối hợp với người dân xóm đường tàu đường Điện Biên Phủ bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi móc túi du khách nước ngoài. Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo lên trụ sở công an phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm để xử lý. Người dân ở khu vực đường tàu đã kết hợp với những lời cảnh tỉnh của anh em đã túm được một đối tượng như anh Tiên vừa nói, thì cái điều đó là đã là một cái bài học cho bọn ăn trộm ăn cắp đấy không dám lộng hành nữa, và có thể trong tương lai bọn chúng nó quay lại, nhưng mà anh em tôi sẽ rất cố gắng quyết tâm và cao nhất để dẹp đi những cái vấn nạn xấu đó, cho làm cho ngành du lịch mình tốt lên. Nhóm Mới Club là câu lạc bộ với 1.700 thành viên từ 3 miền Tổ quốc. Những hướng dẫn viên này, họ đã từng dẫn đoàn khách nước ngoài và du khách của họ đã bị những đối tượng móc túi mất tiền cùng giấy tờ tùy thân. Điều này khiến nhiều thành viên trong nhóm bức xúc. Họ đã tự lập ra một nhóm để theo dõi những đối tượng chuyên móc túi khách du lịch nước ngoài với mong muốn đưa ra những cảnh báo kịp thời cho du khách. Theo họ, những đối tượng trộm cắp móc túi là nguyên nhân chính khiến du khách có ấn tượng xấu đối với Việt Nam nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng. Theo cái tìm hiểu của chúng tôi thì các đối tượng này ở các khách sạn ở khu vực phố cổ. Hàng ngày họ liên hệ với nhau bằng các cái tai nghe Bluetooth, và họ phân nhóm ra, mỗi nhóm khoảng 4 đến 5 đến 7 người một nhóm đến hoạt động ở các khu vực giống như là ở Văn Miếu, rồi chùa Một Cột, Hỏa Lò, và đặc biệt là khu vực bờ hồ những buổi tối ngày cuối tuần. Đối với cái cơ quan mà xuất nhập cảnh thì trước khi cho những người du lịch nước ngoài vào Việt Nam thì mình cũng nên có những hình thức mà thắt chặt hơn, bởi vì thực ra như mình biết là những người nước ngoài đến không phải là ai cũng là những cái người mà du lịch, thì mong rằng là nhà nước mình sẽ có những hình thức được làm sao để cho tất cả các bạn đến nước ngoài, đến nước mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn và cảm thấy là sẽ tự tin hơn về cái du lịch của Việt Nam. Chúng ta đang cố gắng phát triển du lịch, lấy du lịch là một trong những trọng điểm phát triển kinh tế. Thế nhưng những đối tượng trộm cắp người nước ngoài như thế này đang làm xấu đi hình ảnh du lịch Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Do đó, cần phải có biện pháp xử lý mạnh tay đối với tội phạm, bất kể là đối tượng nào, để du lịch Việt Nam giữ được hình ảnh đẹp trong lòng du khách, chớ để những con sâu làm rầu nồi canh.